vào sáng ngày hôm qua mùng 6 tháng 3 năm 2016, lễ khai mạc vòng 1 cuộc thi English Champion vô địch tiếng Anh năm 2016 đã được đồng loạt diễn ra tại cả 3 thành phố lớn là Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh. Cuộc thi năm nay nhận được sự thu hút của gần 22.000 thí sinh đăng ký, tăng hơn 7.000 thí sinh so với năm ngoái. Và đặc biệt năm nay, số lượng các trường có thí sinh tham dự tăng lên mức kỷ lục với hơn 1.000 trường tiểu học và trung học cơ sở từ 44 tỉnh thành phố trên cả nước. Cuộc thi vô địch tiếng Anh năm 2016, ngoài 3 thành phố lớn, còn có sự tham gia rất đông đảo các thí sinh đến từ nhiều tỉnh thành phố khác trong cả nước. Trong đó có không ít những thí sinh vượt hàng trăm km để đến các điểm thi như Cao Bằng, Thanh Hóa, Nam Định, Thái Bình, Đắk Lắk, Gia Lai hay Cà Mau. Vòng 1 cuộc thi sẽ áp dụng hình thức bài thi trắc nghiệm nhằm đánh giá kỹ năng đọc, viết và nghe trong vòng 60 phút đối với học sinh cấp 2 và 45 phút đối với học sinh cấp 1 để lựa chọn 50 thí sinh xuất sắc nhất của mỗi khối tại từng khu vực để tiếp tục đi vào vòng 2. Theo ban tổ chức, đề thi năm nay có tính phân loại học sinh. Đây cũng là lần đầu tiên đề thi có một số câu hỏi dạng tiếng Anh lồng ghép các kiến thức toán học. Con có làm được bài hay không? Con có. Thế làm được bao nhiêu phần trăm? Con làm được khoảng 98 gì đấy. Phần đầu nó không khó lắm nhưng mà phần sau nó bở khó lên ạ. Phần sau là phần gì con? Phần sau nó là cái phần khoa học. Tại thành phố Hồ Chí Minh có tất cả 6 điểm thi, trong đó điểm thi tại trường Hoàng Văn Thụ có số lượng thí sinh đông nhất với hơn 2.000 người. Ở Đà Nẵng, các thí sinh tập trung tại một điểm thi duy nhất là trường Trung học cơ sở Nguyễn Khuyến. Còn tại Hà Nội, nhiều trường có toàn bộ học sinh trong độ tuổi quy định đăng ký như trường Trung học cơ sở Trưng Vương, trường Trung học phổ thông Đoàn Thị Điểm, hệ thống giáo dục ngôi sao, trường Newton hay Trung học cơ sở An Pha. Có nhiều cái cải tiến hơn năm ngoái, ví dụ như là trong cái ngày hôm nay, điểm Newton là cái điểm có đông thí sinh tham dự nhất, lên đến gần 4.000 thí sinh thì chúng tôi đã tiến hành là chia ra làm 4 ca thi. Thế và mỗi ca thi thì có trên dưới 1.000 thí sinh. Thế thì cái việc tổ chức thì nó theo cái khuôn phép và nó không để xảy ra những cái mà có quá nhiều học sinh đến cùng đăng ký vào cùng một lúc. Kết quả thi sẽ được công bố tại website chính thức của cuộc thi là englishchampion.edu.vn sau 7 đến 10 ngày kết thúc cuộc thi. Vòng 2 sẽ bắt đầu tổ chức vào ngày 20 tháng 3 tới đây với nội dung là thi trắc nghiệm và tự luận kiến thức môn toán và khoa học bằng tiếng Anh. Sau vòng 2, mỗi khu vực sẽ lựa chọn một thí sinh xuất sắc nhất mỗi khối để tham gia vòng chung kết tổ chức tại Hà Nội.